tiết lộ sự thật về cái chết bất ngờ của tướng công an Phạm Quý Ngọ, thượng tướng nói lời gì cuối cùng? Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, nói đến đại án Vinalize, ngoài những cái tên như Dương Trí Dũng, Dương Tự Trọng, người ta không thể không nhắc đến thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ. Đang nói chỉ vài ngày sau khi Dương Trí Dũng khai ra tên tướng Ngọ trong phiên tòa xét xử, dư luận sững sờ với thông tin tướng Ngọ đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Và sự thật đằng sau sự qua đời bất ngờ đó là gì? Có uẩn khúc gì đằng sau? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24 tháng 12 năm 1954, mất ngày 18 tháng 2 năm 2014, là một thượng tướng công an nhân dân Việt Nam. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, nhiệm kỳ 2010-2014, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 11 tháng 7 năm 2006, ông Ngọ được bổ nhiệm kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thay Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, người bị Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chỉ đạo cách chức vì bị cáo buộc vì tham gia bữa ăn chạy án vụ PMU-18. Đến tháng 8 năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Đối với vụ án Dương Trí Dũng, tướng Phạm Quý Ngọ là trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalize, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Sáng 7 tháng 1 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, viết tắt là C64, Bộ Công an, và 6 bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Anh trai của Dương Tự Trọng là Dương Trí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, viết tắt là Vinalize, người được tổ chức đưa đi trốn và đã bị kết án tử hình trong vụ án tham ô tại Vinalize, đã đến tòa với tư cách nhân chứng. Một chi tiết được chủ tọa phiên tòa hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong cả phiên xử là ai đã mật báo cho Dương Trí Dũng biết tin sắp bị khởi tố để bỏ trốn. Bị cáo Sơn cho biết có nghe ông Trọng nói đó là một cán bộ của Bộ Công an. Tuy nhiên, khi tòa hỏi thì Trọng nói không quan tâm tới việc này và gia đình này xảy ra nhiều chuyện nên gần đây bị cáo không còn nhớ gì hết. Theo lời ông Dũng, khi cơ quan điều tra triệu tập ông đến để làm rõ những sai phạm trong quá trình mua ụ nổi 83M, ông rất lo lắng nên đã chi nhiều tiền cho các cán bộ cấp cao của Bộ Công an nhằm thoát tội. Ông Dũng khai, trưa ngày 17 tháng 5, tôi điện thoại cho anh Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an hỏi xem anh đi công tác về chưa. Anh nói anh trên đường về Hà Nội. Anh thông báo luôn với tôi là tối nay thủ trưởng sẽ nghe báo cáo về việc của tôi. Tối hôm đó, tôi loanh quanh gần nhà anh ở đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng để chờ anh về. Tôi đến, anh ấy gọi cho tôi thông báo thủ trưởng đã chấp thuận khởi tố và bắt tạm giam chú. Khi nghe tin anh báo, tôi rất bàng hoàng. Tôi không ngờ mình lại bị bắt và tôi bỏ trốn ngay tối hôm đó. Ông Dũng khai trước đó khi nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm quanh việc mua ụ nổi 83M, ông rất lo lắng. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2012, ông Dũng cùng vợ đến thăm gia đình ông Phạm Quý Ngọ đang nghỉ mát tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Tại đây, ông Dũng đã trình bày với ông Ngọ về việc bị cơ quan điều tra triệu tập và mong ông xem xét giúp đỡ. Ông Dũng khai, anh Ngọ trả lời để anh lo, anh còn cho tôi số điện thoại mới và dặn tôi dùng sim giác để gọi vào số này, chứ không nên gọi vào số cũ. Tại đó, tôi đã biếu anh ấy phong bì 10.000 USD. Ông Dũng khai tiếp, tối mùng 2 tháng 5 năm 2012, ông tiếp tục mang theo túi sách đựng 500.000 USD để biếu ông Phạm Quý Ngọ tại nhà riêng. Khi được tòa hỏi số tiền này là của ai, ông Dương Trí Dũng cho biết đây là tiền vay của bạn bè, anh em, người 100.000 USD, người 1 tỷ đồng và tiền dự phòng của gia đình cho con gái đi du học ở Mỹ. Trước tòa, bà Phạm Thị Mai Phương khai việc ông Dũng đưa tiền cho ông Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu và có chứng kiến. Bà còn vay bạn bè ở cơ quan 3 tỷ đồng đưa cho chồng gom đủ 500.000 USD để đưa cho ông Ngọ. Theo ông Dũng, để lo lót về việc ụ nổi 83M, thông qua sự giới thiệu của ông Phạm Quý Ngọ, ông Dũng quen biết ông Thanh
là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, viết tắt là C48. Ông Dũng đã gặp ông Thanh và đưa cho ông Thanh 20.000 USD và một chai rượu quý. Trả lời tòa về mục đích của việc đưa tiền, ông Dũng khai biếu tiền ông Thành với mục đích liên quan đến việc bị cơ quan điều tra triệu tập. Theo lời khai của ông Dũng tại tòa, sáng 7 tháng 5, ông đến C48 làm việc với một cán bộ tên Sơn xoay quanh việc mua ụ nổi 83M. Sau đó, ông Dũng đã xin số điện thoại và đến nhà thăm ông Sơn. Tại đây, ông Dũng đã biếu ông Sơn phong bì 10.000 USD. Ông Dũng trình bày, tối 17 tháng 5, anh Phạm Quý Ngọ gọi cho tôi nói tình hình họp trung ương căng thẳng. C48 đề nghị khởi tố 3 người và chú đứng đầu danh sách. Khi đó, tôi rất bàng hoàng nên đã theo lời anh Ngọ mà tắt máy và tạm lánh đi một thời gian. Tôi quen anh Ngọ khi ông còn là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Theo lời ông Dũng, sau khi xử xong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinalife, ông đã viết đơn gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Trưởng ban Nội vụ Chính Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án, Tòa án Nhân dân Tối cao để tố cáo và kêu oan. Theo ông Dũng, việc ông bị kết tội nhận 1,666 triệu USD tiền lãi quả từ việc mua ụ nổi 83M là oan và có nguyên nhân sâu xa từ ông Phạm Quý Ngọ. Ngoài việc đút tiền cho những cán bộ cấp cao để thoát tội trong phi vụ ụ nổi 83M, ông Dương Chí Dũng còn khai nhận liên quan đến dự án di rời chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn. Ông Dũng đã nhận của bà Lan, tức là chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người vừa bị tuyên tử hình cách đây ít ngày, 1 triệu USD để chuyển cho ông Phạm Quý Ngọ. Số tiền này sau khi người của bà Lan tại Hà Nội đưa đến, ông Dũng đã chuyển cho ông Ngọ. Theo ông Dũng, lúc đầu ở cơ quan điều tra, ông đã khai toàn bộ sự việc, nhưng sau đó bị mớm cung, ép cung và lo sợ bị giết hại, nên ông đã thay đổi lời khai và viết thư xin lỗi ông Phạm Quý Ngọ theo hướng dẫn của điều tra viên. Tại tòa, ông khẳng định việc ông Phạm Quý Ngọ báo tin cho ông bỏ trốn, việc ông đưa tiền cho ông Ngọ và các cán bộ công an cấp cao để chạy án là chính xác. Để tăng thêm trọng lượng trong lời khai của mình, Dương Chí Dũng nói, tôi muốn nói một điều, lời tôi nói đây là sự thật khách quan, vì tôi đã bị xử với mức án cao nhất là tử hình rồi, thì tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi nghe em trai tôi nói, tôi rất thương, chú ấy có vấn đề về trí nhớ rồi. Chỉ 30 giây Dương Chí Dũng khai tại tòa, phóng viên đã có cuộc liên lạc tới Thượng tướng Phạm Quý Ngọ ngay trong lúc đang tường thuật tại tòa án Hà Nội để hỏi rõ hơn về việc xuất hiện những thông tin liên quan đến vụ án cho rằng nhân vật ông Anh chính là ông Ngọ. Khi ấy, như mọi lần trước đó, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ nghe máy. Qua điện thoại, ông cho hay ông cũng theo dõi phiên xét xử hôm nay và lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa. Về độ chính xác trong lời khai của Dương Chí Dũng, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ khẳng định lời khai đó không đúng phần trăm nào, toàn là biện đặt. Tuy ở vị trí cấp cao, nhưng Thượng tướng là cán bộ khá cởi mở với báo chí. Điều đặc biệt ấy có được một phần là bởi việc thường xuyên tiếp xúc với báo chí từ ngày ông còn là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho đến khi nhận nhiệm vụ làm Thứ trưởng Bộ Công an. Với những phóng viên theo dõi tin pháp luật, có lẽ những lời nói cuối cùng của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ không phải là những lời nói trước lúc ông từ trần, mà đó là những lời ông trao đổi qua điện thoại về lời khai của Dương Chí Dũng tại phiên tòa hồi đầu tháng 1 năm 2014. Bởi suốt trong thời gian trước và sau khi phiên xét xử Dương Tự Trọng diễn ra, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Đó cũng là khoảng thời gian ông ít xuất hiện trước báo giới. Theo thông tin báo chí đã đưa, ông Ngọ bị mắc bệnh ung thư khoảng 5 năm trước. Ông Ngọ đã sang Nhật Bản điều trị ung thư bằng phương pháp cấy tế bào gốc nhưng không thành công. Sau đó, ông đã phải thực hiện phẫu thuật ghép một phần lá gan ở Singapore do một người hiến tặng. Nhờ đó, ông Ngọ mới có đủ sức khỏe để tiếp tục công việc của mình tại Bộ Công an. Giáo sư Phạm Gia Khải, Phó trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ có trở lại nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào khoảng đầu tháng 2 vừa rồi sau một thời gian khá dài điều trị ung thư ở nước ngoài. Ông Ngọ nhập viện trở lại được một ngày thì hôm sau tôi đến khám, hội chẩn. Lúc đó,
ông Ngọ vẫn tỉnh táo lắm, vẫn bắt tay tôi và nói chuyện được. Giáo sư Khải cho biết, tuy tinh thần tỉnh táo, song tình trạng sức khỏe của ông Ngọ lúc này đã rất xấu. Người đầy nước bị phù nặng. Xem bệnh án, giáo sư Khải được biết, ông Ngọ bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã di căn. Những ngày cuối đời, tế bào ung thư đã di căn vào thận, phổi và nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Những ngày cuối cùng trong bệnh viện 108, sức khỏe tướng Ngọ rất xấu khi bị phù nặng, tế bào ung thư di căn đến nhiều bộ phận trong cơ thể. Cuối giờ chiều ngày 18 tháng 2, tướng Ngọ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tim đã ngừng đập, nhưng được các bác sĩ khoa A11 hồi sức tích cực nên tim đã đập trở lại. Tuy nhiên, sau đó thượng tướng đã không qua khỏi. Theo tìm hiểu, từ trước Tết 2014 ít ngày, bệnh tình của ông Ngọ trở nên tồi tệ nên gia đình, người thân luôn phải túc trực trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiện chăm sóc ông. Ngôi nhà riêng của vợ chồng ông Ngọ đang sinh sống ở phố Phan Bội Châu mấy ngày nay ít thấy tiếng người, đêm muộn ánh đèn điện mới sáng. Trả lời báo chí trong nước, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Ban Nội chính Trung ương đã nói rằng về nguyên tắc thì phải tạm đình chỉ công tác ông Phạm Quý Ngọ, nhưng do ông Ngọ đang bệnh nặng nên việc này nhạy cảm. Vậy mà chỉ sau một đêm, tin tức tướng Phạm Quý Ngọ qua đời đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Ông Phạm Quý Ngọ sinh năm 1954 tại Thái Bình, từng được dư luận biết nhiều qua việc xử lý vụ nổi dậy ở Thái Bình năm 1997, vụ cưỡng chế đất đai của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào đầu năm 2012. Tâm sự với phóng viên và cộng sự, ông nói rằng, tôi được sinh ra 3 lần, lần 1 là cha mẹ sinh ra, lần 2 là may mắn khi bị đối tượng hình sự bắn xuyên giữa hai chân khi còn làm cảnh sát hình sự tại Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Và lần thứ 3 là nhờ sự đổi mới và hội nhập của Đảng, Nhà nước, ông được tiếp cận nền y học tiên tiến của thế giới khi được ghép gan năm 2008. Vì vậy, ông đã cố gắng làm việc đến những ngày cuối cùng vì sự bình yên của Tổ quốc. Khép lại những tranh cãi về vụ án Vinalize và Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, người có tội cũng đã xử nghiêm, người không thắng được số phận cũng đã nằm xuống. Mong rằng trong tương lai tới đây, chúng ta sẽ ngày càng có được những lớp cán bộ tài năng, đức độ, lãnh đạo và lèo lái con thuyền dân tộc. Trong phần cuối của video, Triết Lý Tinh Hoa xin gửi tới quý vị câu chuyện ý nghĩa có tên Chu Nhan. Cô bác hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Dạo ấy trời rất lạ, suốt vùng Phụng Hóa mấy tháng trời không có một giọt mưa. Nắng dữ dằn hun hầm hập lớp ngói đỏ trên mái nhà lão nhân, hun cả tính khí vốn thất thường của lão. Lão cài thật chặt hai cánh cổng không buồn tiếp ai. Lò gốm của lão đã hơn tháng trời không đốt lửa. Lão ngồi rất lâu dưới hiên, ngơ ngẩn ngắm đôi bàn tay mình. Đôi tay kỳ lạ gắn với tấm thân đàn ông thô mộc, dù đã quá ngũ tuần mà vẫn dẻo dai cường tráng. Chỉ có bàn tay mãi mãi như thuộc về một thiếu nữ. Chúng trắng muốt, mềm mại như cọng cỏ xanh. Chúng tạo ra những dáng hình tuyệt diệu. Lão yêu đôi tay hơn mọi thứ. Lão không bao giờ làm việc nặng để giữ những ngón tay mại xanh mềm. Mỗi lần nung một mẻ gốm mới, nếu bàn tay đỏ sưng lên hay chợt bừng nóng như có lửa cháy bên trong, lão biết thế nào mẻ gốm ấy cũng đẹp xuất thần. Nhưng cả năm qua, đôi tay lão êm đềm ngủ lịm, 10 ngón thon mảnh, buốt lạnh, xếp im lìm trên đùi, không còn sinh khí. Những mẻ nung của lão vẫn đẹp, vẻ đẹp của thói quen và những thao tác thuần thục đã nhớ như chôn trong lòng. Lão nhân chờ đợi một cơn cuồng xã khác. Lão phơi tay dưới nắng, mong bắt được trong mình khoảnh khắc da thịt sống dậy. Nhưng nắng tháng tư chang chang xối xả, tàn nhẫn rụi lửa trên ruộng đồng và trên những tấm lưng người, chỉ làm cháy bỏng thịt da, nhưng tuyệt không thể hôn lên trong lão một cơn hưng phấn nào. Buổi chiều, đợi nắng ngớt, lão gọi Châu Sa cùng ra sông. Lần nào từ lò gốm ra sông, lão nhân cũng choáng ngợp. Choáng ngợp như mọi lần lão nhìn Châu Sa, suốt bao năm nay không biết thỏa. Bờ bãi rộng ngút mắt, không một bóng cây xanh, sông êm chảy giữa hai bờ đất lặng, dáng chiều vỡ trên vai, phủ quanh thân hình mảnh dẻ của Châu Sa vầng sáng dịu ấm.
Châu Sang ngẩng đầu đón gió, đôi môi đẫm nắng, hai má đỏ như máu động, mặc cho lão nhân mân mê từng lọn tóc. Mỗi lần cùng nhau ra sông, nhìn mớ áo lụa tứ thân ấp lấy tấm thân Châu Sa óng ả, gót chân hồng thoáng lộ sau đôi guốc cong, gan ruột lão lại nở bừng sung sướng. Lão nhân ở miết bãi sông, đến khi trời chiều tắt nắng mới xuống sông tắm. Châu Sa vẩn vơ nhìn trời, ngó mây, mặc cho lão nhân điên cuồng quẫy nước. Đến khi vùng vẫy thỏa thuê, lão trườn lên bãi đất, cạnh mấy vòng khoai non mướt, lồng ngực màu đất mở phanh. Lão nhìn trời, nhìn Châu Sa rũ tóc, lòng ngập an tâm và hà hê, những thứ đẹp nhất đời vẫn đang ở trước mắt lão. Ngày ấy, cả đất Phụng Hóa ai cũng biết tiếng tăm là gốm lão nhân. Và nhìn lão nhân lúc vuốt gốm mới thấy hết sự khéo léo 10 ngón tay ấy. Lão thọc tay vào khối đất mịn mát, cẩn thận đặt lên bàn xoay, vuốt ve như mơn man người tình. Chuốt, ngắt, vỗ, nén, kéo, tỉ mỉ, nhịp nhàng, âu yếm hơn cả khi mân mê cần cổ Châu Sa trắng nõn. Thứ gốm vuốt tay của lão mỏng như giấy, nai rượu, chóe, đô, đĩa, bình. Món nào dưới tay lão làm ra cũng là độc bản. Lão từng kiêu hãnh tuyên bố rằng cả đời lão chỉ muốn làm ra thứ gốm không giống ai và cũng không lặp lại cả chính mình. Lão còn có tài vẽ dưới men, từng nét ám họa tứ linh, chữ vạn, sóng nước, bát quái, lá lật, sống động tinh xảo. Ai muốn vẽ theo tích cổ, lão nhân cũng làm theo rất khéo. Những thợ gốm hạng nhất quanh vùng cũng không có được một phần tài hoa ấy. Người ta đặt nhiều quá, lão làm không xuể. Những nhà giàu ở mạn sông đáy cũng tìm tới lão. Lão đâm ra khủng khỉnh, ai đến cũng phải lựa lời nói ngọt ngào để lão xuôi tai và chồng tiền trước. Những đồng tiền kẽm, tiền đồng, lão cất thật kỹ trong xương, giấu dưới giường ngủ. Tối nào trước lúc đi nằm, lão cũng lúi húi mở xương tiền, xòe ra đến từng sâu từng chuỗi, hơi đồng ẩm lạnh xông lên như một đám xương xanh. Những ngày nắng oi ả cứ thế nối nhau qua. Nắng làm khô nhanh những món đồ gốm lão nhân xếp đều tăm tắp trên sân lát gạch đỏ rộng mênh mông, nhưng hàng hiên trước nhà lúc nào cũng mát rượi. Khí nóng không lọt nổi vào dãy nhà ba gian đồ sộ làm từ gỗ sơn huyết đỏ au mà lão thuê người xẻ và chở từ miền ngược về. Vòng nhà lúc nào cũng tối, chỉ thi thoảng lọt vào luồng nắng mỏng manh lẩn quất giữa những hàng cột kèo nặng trĩu đổ bóng lên người. Tan giữa kê tấm phản gỗ cầm đỏ dày cả gang tay, bàn thờ trên cao ẩn sau nhiễu đỏ sùng lộng mà lão nhân kính cần vào thắp hương mỗi lần đốt lò. Dù đã ở lâu, Châu Sa cũng không sao quen nổi tiếng vỡ tách đột ngột của mái ngói trên đầu cùng tiếng gỗ vặn vào nhau xin xít mỗi đêm. Căn nhà như ngấm cả thanh âm bên ngoài, chứ trong khoảng sâu chập chờn bên trong bao im lặng và bí mật. Mỗi lần phải đi qua gian giữa, Châu Sa chờn chờn bước mau mau, sống lưng tê cứng, tưởng như sau gáy đang có cặp mắt đỏ ngầu nhìn theo dọa sẫm. Lão nhân thấy thế ha hà cười trêu Châu Sa, nhưng từ ấy gian nhà chính lúc nào cũng cài then im lìm, chỉ trước ngày đốt lò mới được mở ra. Cả vùng Phụng Hóa ai cũng biết lão nhân si mê Châu Sa đắm đuối. Năm ấy Châu Sa mới 15, còn lão nhân đã quá ngũ tuần. Bức tường đá xanh quanh nhà chính lão thuê người xây, sừng sững vững vàng, vậy mà vẫn không làm lão yên lòng nổi. Sáng nào thức dậy, lão cũng quờ tay sang bên tìm Châu Sa, thấy giường trống là lão giật thót mình, hốt hoảng chồm ngay dậy. Ngoài lúc ra lò gốm, lão giữ gìn Châu Sa không cho đi đâu một mình. Lão tự nhận là kẻ khủng điên, cái gì không có được thì phải đưa tay đoạt lấy. Lão tham lam đến độ tưởng như muốn thâu chọn lấy từng hơi thở Châu Sa, tóm chặt từng nét đầu mày quấy mắt, muốn uống cạn cả giọng cười thiếu nữ ngọt lịm vang vang khắp ba gian nhà vắng gió. Lão nhân ghen tuông khủng khiếp, ra đường lão bắt Châu Sa cúi mặt, áo cài kín cổ, cấm chỉ Châu Sa không được nói chuyện với đám đàn ông. Đám trai làng mê Châu Sa đến mấy cũng chỉ dám lởn vởn quanh nhà, ngắm từ phía xa, mong được nhìn thấy một góc áo lụa thêu những đốm trắng như cụ mây buổi nắng.
chỉ có thằng Khanh là dám trâng tráo ngó châu xa, tay xoa xoa háng, mắt nhân nhơn như không thấy lão nhân đang hậm hực canh giữ. Thằng con hoang chơi cháu ấy đã mấy lần lẻn vào chùa toan sàm sỡ Nico. Lão nhân trừng mắt nhìn thằng Khanh căm tức. Lão xếp sẵn trên sân đống đá to bằng nắm tay. Mỗi lần nó lảng vảng quanh nhà đều bị lão ném ra những trận mưa đá xối xả. Mặt trời vừa lên, châu xa đã kêu nóng, nói muốn tắm. Lão nhân khép cổng, xa chợ mua cho châu xa cả mấy xấp vải may quần áo, thứ vải thượng hạng, mịn óng như mây. Về đến nhà, nắng đã xối đỉnh đầu. Châu xa nằm trên chõng thiêu thiêu ngủ, chân trắng cong cong rũ xuống, không lấm một hạt bụi. Lão nhân bắt lấy gan bàn chân hồng ửng, mê dại phủ lên cả trăm cái hôn xoắn xuýt. Lão vẫn nhớ như in năm 13 tuổi, lão đã theo thầy học làm gốm. Lần đầu run run chạm vào tảng đất sét trắng ngà, mịn mát, lão đã rụt phắt tay lại vì thành kính lẫn mê say. Bàn tay lão cũng run lên thành kính lúc cởi áo, vấn tóc, múc từng gáo nước dưới lên mình châu xa. Nước ngát thơm, chảy trên da thịt lạnh như men sứ. Bàn tay lão khẽ nắm, dìu đỡ châu xa đứng lõa thể trên nền giếng chân ướt. Những vệt nắng chưa loang loang như khói, lồng lên tấm thân ngà ngọc còn ủ hơi nóng như bông lúa ngậm sữa. Nước thánh thót rơi trên xương quai xanh mảnh dẻ, vương theo đường nét đôi vai suôn mềm, cuồn cuộn long lánh trên mảnh ngực trắng. Châu xa khép tay đặt hờ giữa bụng, đầu ngón tay trụm lại như mầm xanh non nớt. Lão dùng đôi bàn tay tài hoa đổ những trận mưa trên mình châu xa, đầu ngón nể lên tê lịm, ve vuốt dọc tấm lưng thon, xe xưa như thể đang nhào nặn một dáng gốm tuyệt diệu mê hồn. Mắt lão khi ấy thật hiền từ, si mê từ ái, nhìn xuống châu xa. Châu xa ngước lên nhìn lão bằng cặp mắt nâu sẫm mở to, ngập hơi nước. Ngày rằm nào, châu xa cũng đòi lão nhân cho đi lễ chùa. Chiều ý châu xa, nhưng trong bụng lão nhân không tin trời Phật. Lão cho tài hoa con người cũng là một thứ thần thánh, đủ làm lóa mắt những kẻ bình phàm. Lão trong thời gian trong năm bằng các đám hội. Tháng riêng đi lễ chùa tiên, đi chợ cồn. Châu xa nhìn cái gì vẻ háo hức, lão vung tiền mua ngay món ấy. Tháng 3 chen chúc, đi theo đám rước thành hoàng. Lão nắm tay châu xa, nhìn hoàng hôn đỏ nhức vỡ rơi trên mái ngói chính điện. Những ngày thảnh thơi, lão nhân kéo châu xa đi nghe hát chầu văn. Châu xa níu vạt áo lão, đứng trong đám người đến cung nghinh, tò mò ngó giá văn lên đồng. Nghe chưa hết một vấn hầu, châu xa đã chóng chán, đòi bỏ về. Lão dùng rằng bắt châu xa ở lại, chờ lão nghe cho thỏa thuê. Đến khuya muộn, người thiếu nữ mềm sũ ngủ quên trên đùi mà lão vẫn ngả nghiêng trong điệu hát cờn. Lão say sưa trong đám khói mơ màng, tự mãn với ý nghĩ biết đâu châu xa còn đẹp hơn cả nữ thần trong điệu hát. Đêm lão quạt cho châu xa nằm ngủ, trăng trước rằm vàng như mật chảy tràn vào gian buồng trong. Lão nhân âu yếm ngắm tấm thân con gái chớm thì trong giấc ngủ ngoan dịu, cú hằn vệt mờ mờ đo đỏ của dây buộc xài yếm. Vạt áo mỏng thốc lên theo gió, thoáng lộ đường viền mềm mại của phần eo trắng ngà. Hai cánh tay mịn màng áp vào má, hơi thở nhẹ và ấm. Lão ngắm châu xa đêm ngày không biết thỏa. Những giấc ngủ của lão đong đầy thỏa mãn. Từ ngày có châu xa, lão không còn mơ giấc chiêm bao nào khác. Trời vừa hừng đông, lão nhân đã khép cổng đi chợ. Lão hớn hở bảo châu xa, thế nào nội trong chiều nay, lão đại cũng về. Lão xoay xòa, tất bật, y như lúc làm cỗ cúng giao thừa. Lần đầu lão để châu xa một mình đi tứ đền dâng lễ. Ngô đền đã từng có một người con gái bị chôn làm thần giữ của, nên rất thiêng. Hôm nghe ông Từ kể lại, châu xa rùng sống lưng, nghĩ đến người con gái tầm tuổi mình bị trói ngồi dưới căn hầm tối om, ẩm lạnh, với một mảnh nhân sâm ngậm trong lưỡi, và chờ đợi cái chết đến từ từ, chết trong cùng cực sợ hãi. Trước người ấy, có bao nhiêu tấm thân con gái đã thành vật tế cho những tham vọng vô độ. Mắt châu xa rớm nước lúc kể chuyện ấy với lão nhân. Lão nhân đặt ngón tay lên vành môi đang hé mở, không muốn châu xa phải sớm nghĩ đến cảnh bạo tàn. Bữa rượu trưa yên lặng khác thường, châu xa bới cơm, phấp phòng chờ đợi một trận mưa sắp nổ.
cùng học chung một thầy, từng cùng nhào gốm dưới một lò. Vậy mà lần nào hai lão cùng ngồi với nhau uống chưa quá be rượu thứ hai đã đỏ mặt sửng sộ. Lão đại là một tay buôn và sưu tầm đồ gốm có hạng, đi cùng Nam Chí Bắc, cái việc lão nhân gọi là đi làm gian thương. Lão nhân tự hào vì giữ được nghề gốm, giữ được tiếng tăm của lò. Lão tự hào cả với cái tên thầy đặt cho, chữ Nhân. Lão đại chỉ nhếch môi bảo, viết chữ ấy khó quái gì, làm người mới khó. Đi nhiều, lão cố tình kể cho lão nhân nghe những điều mình thấy được ở mọi làng nghề tứ xứ. Lão nói ở vùng Tây Sơn có một nhà làm gốm cực giỏi, rất giàu có. Mỗi lần ra ngoài đều ngồi võng bốn người khiêng và còn được dân vùng ấy nhường đường trong những đám hội. Những câu chuyện như thế đốt lửa trong lòng lão nhân. Lão không chịu nổi khi biết có ai đó trong nghề mới vất lên, giàu có hơn, tài hoa hơn lão. Be rượu trong tay lão sóng sánh đổ loang, thứ rượu mơ trong miệng lão trở vị chua gắt, rúng đầu lưỡi. Lần nào trở về, lão đại cũng nhắc nhở rằng tài hoa của lão chưa là gì dưới đất trời này. Mỗi lần xong một bữa rượu, lão đại đi biển biệt cả năm trời. Những ngày sau đó, lão nhân lại chìm trong cơn ngổn ngang vật vã. Châu Sa phải quạt cho lão hàng đêm, lựa lời dỗ mãi, cơn cáu giận của lão mới dịu nguôi. Lão đại hay nhắc đến một thứ men gốm Chu Nhan đã thất truyền cả trăm năm. Lão nói, loại gốm ấy nổi tiếng khó làm, không có một công thức nhất định nào. Mỗi lần đốt lò chỉ trông chờ vào may rủi. Cả đất Thăng Long chỉ còn sót lại được vài món gốm ấy ở trong tay những người sưu tầm cực công phu, và mỗi món còn nguyên vẹn là cả một gia tài lớn. Lão nhân vỗ tay cười ha hà lắc đầu. Lão không tin còn một loại men nào dưới vòng trời này mà lão chưa từng làm, chưa từng biết. Lão không tin nổi trên đời còn có một thứ gốm ghê gớm đến mức không thể tái tạo lại suốt trăm năm. Lão phung tay nói rất gay gắt, lão đại chỉ cười nhếch môi không đáp lại. Cuối cùng, lão đại đã trở về sau một chuyến đi dài. Bữa rượu hôm ấy, lão đặc biệt đắc ý bởi sau gần nửa đời lăn lộn, lão đã tìm được một chiếc đĩa cổ mang màu gốm Chu Nhan. Mục đích chuyến trở về này của lão chỉ có vậy. Lão để nó trước mặt lão nhân. Lão nhân vẫn nhai trầu, mồm nhễu nhão đỏ. Cái nhìn đầu tiên chạm vào màu men gốm, lão đã lảo đảo, bị choáng ngợp đến nỗi ý niệm về thời gian bỗng dưng biến mất. Và lão đờ đẫn không còn biết mình đang ở đâu, ở Phụng Hóa, ở một xó núi rừng nào đó hay ở chính Thăng Long. Bởi lão tưởng như vừa nghe thấy tiếng chuông gõ leng keng và giọng sao lơ lớ của một lão người Tàu. Ba căn nhà sừng sững cũng trở nên kỳ quái lạ lùng, như thể nó là của một người lạ nào khác. Dùng mình, lão thấy trong người ớn lạnh. Đó không phải loại men nào lão từng biết, trơn nhẵn, mát như lụa, hoàn hảo không tì vết, láng mịn chết người, đỏ tư sói, vô tội, hoặc đỏ ánh, đỏ bóng, đỏ biếc, không hẳn. Lão không tìm ra từ nào để gợi về màu đỏ ngay trước mắt. Nó gợn thoáng lạnh sắc lẩn quất bên trong, chênh vênh giữa vẻ say mê và ghê rợn. Lão chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp như thế. Cái gì đẹp quá cũng khiến người ta đau, run rẩy. Lão cầm chiếc đĩa bằng cả hai tay, đôi tay trắng muốt giơ lên giữa luồng sáng nhợt nhạt quái đản. Lão nhìn đến no nê, lão tham lam vồ lấy, ham mê níu chặt lên nó, hút vào trong lòng. Một cơn đau ngấm ngầm quen thuộc thắt ở ngực, chạy gian gian xuống lòng bàn tay. Mười ngón tay vụt sống dậy sau giấc ngủ dài, tưởng như từng mạch máu, từng đường gân đang trỗi bung muốn toang ra phá thịt, dần dật run rẩy dưới lớp da như loài thú hoang trong cơn khát mùi. Chúng đã ngửi thấy máu. Cơn choáng váng của lão nhân kéo dài đến lúc bữa rượu tàn. Lão ngồi một mình trên chiếu suốt một đêm. Thành trì lão xây đắp bao năm kiêu hãnh, phút chốc vỡ tan hoang. Nỗi buồn nén lặng thấu ruột gan, cồn lên như sóng tòa lan tận vào hàng cột gỗ lim nơi Châu Sa đang đứng. Gần sáng, lão nhân vụt đứng dậy. Lão lảo đảo bước ra góc sân, hai chân xíu lại, đầu ngẩng cao, mắt quắc lên vẻ quyết liệt của kẻ biết rõ điều mình đang toan tính. Lão rút thanh củi, vung tay đập hết mẻ gốm vừa nung
mà vừa ngày hôm qua lão còn cẩn thận xếp từng món, từng hàng trên sân gạch đều tăm tắp. Thứ gốm vuốt tay, niềm tự hào ngấm ngầm mà lão từng chăm chú chút khắc từng dáng hình, tỉ mỉ cảm nhận từng độ mỏng dày trong xương gốm. Mắt lão vằn lên nghiệt ngã, lão tàn nhẫn phá tan tất thảy, tay vung lên vùn vụt như bị quỷ ám. Gốm dưới tay lão nát vụn, bắn té lên trời cả trăm nghìn mảnh vỡ. Lúc châu xa xa nhìn thì cuộc hành quyết đã xong. Lão đứng dưới luồng sáng ban mai nhợt nhạt như đao phủ đang nhìn xuống đám tàn dư hỗn loạn của pháp trường, và thanh củi trong tay trở thành lưỡi đao vẫn còn nhỏ máu. Không nhìn đến châu xa, lão nhân trượt dài xuống chõng, ngủ một giấc đến tận nửa đêm. Mùa hè đỏ nắng mãi không qua, thời gian kéo lê thê dưới nắng, bị hun nóng hầm hập chảy quanh lò gốm lão nhân. Ngày dùng ngày nối nhau dài vô tận, những khoảng liên miên trắng xoa, không gợn một vệt đen bóng tối. Lão nhân không ngủ nữa, ngày và đêm trộn xáo lẫn lộn, lão không còn phân biệt nổi mặt trăng hay mặt trời trong trong trên đầu. Thứ gốm men đỏ vượt ra khỏi mọi loại men mà lão từng biết, chưa từng sở hữu. Lão phải làm gì đó, phải đoạt lấy nó bằng cả hai tay. Lão ở miết lò gốm, lão mê mải thử những loại đất sét mới, lão quên cả ăn, ngủ, mệt, buồn. Đến khi cổ họng khô cháy không thể chịu được, lão vội vàng gục mặt vào chum nước dưới gốc chuối đầy lá mục, nuốt ực từng ngụm vội vã, làm như mỗi ngụm nước cướp đi cả khắc thời gian của lão. Người trong làng đến nhà tìm, đặt làm gốm, lão thét vào mặt người ta bằng cái giọng chuông hoa như của mấy mụ bán vải trong chợ Cồn. Xéo ngay! Lão lì lợm tồn tại bằng niềm đam mê kinh hoàng không cưỡng nổi. Lão tiêu tiểu ngay cạnh trõng, rồi bỏ bay lên như một đám mây đen mù mịt. Đất dưới chân, quanh sân, giữa lối đi biến thành bãi bùn, lầy lội bẩn thỉu. Lão quên cả châu xa, quên cả chợ phiên, hội hè, giá trầu văn, những đồng bạc dưới giường. Lão mặc kệ tất thảy, tay lão dính đất và người ướt đầm vì cả ngày ngâm đất, quấy, lắng, lọc, cho đến khi đất tinh, mịn trắng. Không kịp nghỉ, lão lại xoay lưng ra phơi, ủ đất. Cái gáy nhễ nhại đỏ lừng và mồ hôi bốc lên chua lòm như khế rụng. Những ngày đốt lò, ngoài lúc tiếp củi, lão ngồi canh trước cửa lò nung, nhìn đăm đăm vào mắt lò, lưng còng chịu xuống như con cóc rình mồi. Ngực lão thắt lại với nỗi sợ rằng một phút chợp mắt sẽ làm mẻ gốm tiêu biến đi. Màu lửa hơi quá một độ, men sẽ hỏng không cứu chữa được. Lửa hắt bùng bùng trên má lão đã hóp lại, đầm đìa mồ hôi, và cái cằm trẻ như xẻ đôi khuôn mặt lão nửa âm nửa dương, nửa sáng nửa tối. Không, không phải thế này. Lão kêu thét lên sau mỗi mẻ gốm hỏng. Mặt lão co rúm lại, cái cằm trẻ càng hằn thêm sâu như một vết chém trên đá. Mỗi mẻ nung hỏng là một cuộc hành hình diễn ra. Lão lại sắm vai đao phủ bạo tàn, và mỗi ngày chỉ thêm tàn bạo hơn. Bắt còng dằn dữ hơn sau mỗi ngày đợi chờ đằng đẵng. Những đồng tiền trong tay lão đi vùn vụt như ma ám. Lão vung tiền không biết sót. Thời gian đầu, lão nhân kinh ngạc tột độ. Lão bắt đầu hoài nghi mọi kinh nghiệm trong nghề và hoài nghi chính lão. Thứ gốm đỏ dưới men vượt xa những quy tắc cơ bản của nghề mà lão từng nhớ đến nằm lòng. Mọi mẹo mánh lão từng biết bỗng trôi tuột. Tay lão run rẩy vì với nỗi lo sợ rằng chỉ vò đất thôi cũng làm không xong. Ngày qua ngày, lão quằn quại. Một đỉnh cao bí mật khuất trong bóng đêm lão chưa biết, và lão sẵn lòng hiến thân hoặc đánh đổi bất cứ thứ gì để tiến vào bóng tối của nơi ấy. Mới qua vài mẻ nung, lão nhân đã gầy sộc hẳn đi. Lão vẫn ở miết ngoài sân, phơi mình dưới nắng, lưng phòng nắng rụt lên như ra một con vật trong kỳ lột. Lão chỉ kịp tạm nghỉ khi mắt đã mở đi vì hơi lửa và ngón tay sưng đỏ không còn co duỗi được nữa. Bức tường đá xanh bao quanh nhà phủ dày dây leo tốt mụt. Nắng vẫn dữ dội đến độ chỉ một ngày không tưới nước, cây đã ủ ê rũ lá. Buổi sáng châu sa ngồi chải tóc, mắt buồn thăm thầm. Gần như liều mạng, lão nhân đã vét đến những đồng tiền cuối cùng trong xương. Những ngày sau, lửa trong lò đỏ gắt
tránh sửng sổ hơn bao giờ hết. Lão nhân bắt đầu lồng lên cơn cuồng dại. Lão lăn lộn trong vũng bùn khắm khố nước tiểu, đưa tay xé từng mảnh quần áo. Gần như trần truồng, lão quỳ trước lò nung, tay chắp trước ngực, môi lạnh ngắt, mấp máy nài nỉ. Lão cầu xin ông trời. Lão đốt từng nắm hương cắm khắp lò, khói hương nghi ngút đốt lên ước mơ man dại đời lão. Người làng nói lão quẫn trí rồi, không còn ai muốn đến gặp kẻ điên. Tiếng tăm gầy dựng suốt một đời dần dần tiêu tán. Lão mất sạch, mất hết, thế mà vẫn ương ngạnh dương vây với cuộc đời. Ngày trước vốn đã khỏng khảnh, giờ lão nhân còn khó ở hơn gấp trăm lần. Lúc trước còn giàn giụa nước mắt, chốc sau lão đã ngửa cổ phá lên tràng cười khẳng khặc. Mặt lão bỗng phát lên vẻ tự mãn lạ lùng. Để rồi xem, lão lẩm bẩm, chờ tao làm được gốm Chu Nhan, rồi tao sẽ đái vào mặt đứa nào từng cười to nhất. Cả mùa nắng, thằng Khanh quanh quần bên nhà, lão nhân cũng chẳng cần biết, chẳng cần hay. Châu Sa ra sông múc nước, nó xông lại nắm lấy cổ tay, phả vào Châu Sa giọng cười nhân nhơn cợt nhả. Châu Sa vùng dễ ra chạy về nhà. Cả ngày Châu Sa theo lão nhân ra lò gốm, bón cho lão từng thìa cơm, dấp vải ướt lau người cho lão. Lão gầy móp, chỉ còn cặp mắt vẫn sáng rực. Rồi ánh lửa trong đáy mắt lão tắt dần, tắt dần. Sáng sớm, Châu Sa bưng chậu đến hầu lão rửa mặt. Lão bất ngờ ngoảnh lại nhìn Châu Sa bằng cặp mắt trong veo và cười. Tiếng cười lạnh khô như ngói vỡ. Lão nhìn trời, ngó đất, hỏi trống không, khi nào tiết xuân mới đến? Châu Sa không biết, đành mím môi vuốt ve những rẻ xương sườn nhô trên mình lão, bất lực xót xa. Lão cúi đầu với một vẻ cam chịu thầm lặng. Lại một mẻ gốm hỏng, lão nhân ốm liệt giường từ đấy. Bắt đầu, một bọng nước vỡ bung trên mình lão, chúng vỡ thành hàng trăm những vết lở loét lan mãi ra. Mỗi lần Châu Sa giúp lão thay áo, lại kéo theo cả một mảnh vải sền sệt, lẫn máu và mủ. Lão đi kiết, cả người rét run, lão nôn mửa ngay trên giường, đũng quần lầy nhầy một thứ phân sẫm như máu cá. Mùi hôi thối, tinh tởm đặc quánh, lại nồng nặc khắp gian nhà, tràn ra cả đường đi. Người qua lại nhà lão nhân, ai cũng rùng mình, đưa tay bịt mũi. Trong mê man, lão nhìn thấy một màu đỏ ám đời lão. Lão đã nhận thua, thua đau đớn, vậy mà nó vẫn day dứt cắn chặt lão không buông nhà. Lão ngã rạp giữa rừng, sừng cây đỏ nhức màu gốm Chu Nhan. Lão thử nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhưng khu rừng với những vầng mây đỏ ối vẫn in trong óc lão xiết nóng. Lão cuống cuồng xô gạt tất thảy, chỉ muốn vội vàng chạy trốn. Những mảnh gốm vô tội vỡ tan như ước mơ đời lão, xếp thành từng đống cao ngất quanh lò, rền rĩ cất tiếng khóc than. Lão cúi đầu đứng giữa khu rừng trùng trùng xương đỏ, tàn tạ rã rời, nghe đám gốm quanh mình di xỉ khóc, nghe thấy cả tiếng kêu thét của Châu Sa. Châu Sa nằm trên đất, vạt áo mở bung, thằng Khanh cưỡi trên mình Châu Sa như cưỡi ngựa, bàn tay nó cuồn cuộn nổi gân xanh, ngón tay tước đoạt xiết sóng, những vết cào xước từ trên cổ chạy dọc xuống cả phần ức non. Nó muốn cưỡng đoạt Châu Sa theo bản năng của loài thú. Châu Sa khóc nấc, yếu ớt gọi lão nhân. Thân thể lão hôi thối, tả tơi, đứng sừng sững trước cửa như bóng quỷ. Thằng Khanh giật nảy người. Đêm qua, lão đại bảo, ông chết rồi cơ mà. Máu nóng trong lão bốc lên ngút đầu, thằng Khanh vẫn loay hoay với cái quần tụt đến gối. Lão đã vung dao, thu hết sức lực cuối cùng bổ đến, lia một bên vành tai thằng Khanh. Nó ngã ngửa, rú lên. Lão định bổ nhát thứ hai vào sữa háng, nhưng nó đã kịp chuồn ra sân như một con rắn nước. Châu Sa níu cánh tay lão, lảo đảo chúi ngã. Lão vẫn đứng giữa nhà, trời rất hăng. Trở vào nhà khép cửa, lão kỳ cọ Châu Sa cho đến khi toàn thân đỏ ửng. Lão lẩm bẩm, phải thật sạch. Những ngón tay Châu Sa bấu xước đùi lão, nước mắt tí tách rơi mãi không ngừng. Sau lần ấy, lão nhân hồi phục nhanh không ngờ. Chiều, lão tập tễnh ra vườn vơ một nắm lá thuốc, nhai ngấu nghiến. Thời gian sau đó, sức lực nhanh chóng trở lại trên mình lão nhân, da thịt lại đỏ au, hai má đẩy lên,
bắp tay không còn trũng nhão. Lão như một thứ cỏ dại mọc lì lợm giữa đồng hoang. Nắng, mưa, giông bão, bạo bệnh không làm lão mảy may suy xuyển. Những vết lở loét trên người mau chóng khép thịt liền ra. Hình như ác mộng đã làm lão tỉnh táo lại. Cơn cuồng điên đã cạn, lão lại quấn giết lấy Châu Sa. Lão ôm Châu Sa trong buồng nóng nhễ nhại, luồn tay vào mái tóc tơ vẫn còn dậy mùi nắng. Lão biết chỉ còn Châu Sa chịu ở lại là mùa xuân của lão. Châu Sa vòng tay vỗ về bả vai lão run lên mỗi đêm, đôi mắt đẹp không hờn không giận. Mới mở sáng, lão nhân đã đánh thức Châu Sa, dù đi chùa hương vãn cảnh. Lão mặc thật đẹp, áo lập lĩnh màu xanh lam, mặc Châu Sa che miệng cười lạ lẫm. Lão bắt Châu Sa ngồi yên, tự tay lão giúp Châu Sa chải đầu, vấn tóc, cài từng cúc áo, săn sóc cuống quýt như bù lại thời gian bị sùm dẫy. Xong xuôi, lão đẩy Châu Sa ra đứng giữa nhà, bắt xoay mình cho lão ngắm. Những kiêu mãn ngày xưa lại trở về ngập đầy trong lão. Thuyền chậm trôi trên suối Yến, lão nhân buông mái chèo, cố ý ghé lại sát bên bờ để Châu Sa hái đầy cả một thuyền hoa. Hoa súng nở răng răng mặt suối, cánh hoa màu tím tím rất dịu, nhìn mông lung như một dải khói mờ. Những sặng cây xanh dợn yên ả trôi về phía sau, khói loang loang mặt nước trong ngắt. Thuyền ngược lên đền trình, lão nhân neo thuyền ở bến đục, cùng Châu Sa bước lên những bậc thềm đá. Châu Sa cúi đầu khấn rất lâu, lão nhân hỏi Châu Sa cầu xin điều gì. Châu Sa bảo, cầu cho người được toại ý. Suốt chuyến trở về, Châu Sa lặng lẽ khác thường. Đến quãng vắng, Châu Sa cởi áo nằm ngả trên thuyền, nằm như tư thế bao nhiêu năm trước lão nhân lần đầu bắt gặp. Nằm như một bé gái bị bỏ rơi, co người nằm rất ngoan trên một chiếc mùng trôi giặt lên bờ bãi sông hoang vu cạnh lò gốm. Lão nghĩ suốt mấy đêm mới tìm được cái tên đẹp nhất đặt cho Châu Sa. Châu Sa từng nói có theo lão suốt đời cũng không đủ trả ơn. Bằng vẻ dịu dàng, Châu Sa hơi sướn người lên, đôi má mượt mà như lụa ngả vào những ngón tay lão xanh mềm. Môi đỏ tươi hơi hé, mắt súng đen trong khói sương. Một vẻ đẹp quá đỗi mong manh nhưng không có thực. Lão nhân nhìn đến ngẩn ngơ. Lão biết thời gian tàn nhẫn và buồn rầu nghĩ cách gì nếu giữ cho vẻ đẹp ấy đừng tàn lụi hay bị cướp đoạt đi. Lão đã già và tàn tạ. Lão thấy lòng mình trùng đi vì rung động khi bàn tay nóng rực cảm thấy nhịp đập non nớt bên sườn má ấy. Những ngày sau, lão nhân ở miết trong nhà. Lão không bước chân ra lò gốm nữa. Lão ngồi trước nhà, xoa nắn ve vuốt, kiên nhẫn ngồi phơi đôi bàn tay. Lão phơi tay dưới nắng, hong dưới trăng, mắt dịu đi. Lão nói muốn thử một cách làm đã nghĩ tới từ lâu. Châu Sa giúp lão đi kiếm những loại lá thơm nhất, ngày ngày đun nước ngâm tay. Nhìn dáng trời, lão biết đã sắp hết mùa nắng. Tháng 7 xá tội vong nhân, lão nhân cũng bày đồ cúng. Năm nào Châu Sa cũng nhận thổi xôi hoa cau. Năm nay lão chỉ bày một đĩa xôi đỗ. Ngọn đèn dầu lạc trên bàn thờ cháy lè lè, khói nhang vấn vít làm mắt lão cay đến xót. Ba sân nhà lặng lờ thiêu vắng, rộng thênh, nghe rõ từng tiếng thở dài nén chặt chìm xuống tận đáy khoảng trống âm u. Đêm qua, lão đã có một giấc chiêm bao đẹp. Lão thức dậy mà môi vẫn mỉm cười. Lão có thể giữ nụ cười ấy trên hai vành môi tái nhợt đến tận ngày chết. Rời ban thờ, lão nhân chậm chậm đi dọc tường đá. Lão đi thật cẩn thận, bước thật chậm như đang thực hiện một thứ lễ nghi. Dây leo trên tường đã héo úa. Nắng vàng nhức đổ lên đôi vai đang sung lên vì nôn nao. Vẫn giữ trên môi nụ cười lúc hừng đông, lão đưa tay mở cửa lò gốm. Mẻ gốm cuối cùng, thứ men đỏ cả trăm năm chỉ còn trong truyền thuyết, giờ hiển hiện đầy rực rỡ trước mắt lão nhân. Chu nhan tươi sói rỡ rỡ, không gì sánh được, còn đẹp hơn cả đôi má hồng thiếu nữ. Lão nhân thâu trọn trong mắt giấc mơ cuồng điên đời lão. Say mê, lão nhắm mắt, hôn không ngớt lên lớp men mắt mịn, hôn lên đôi má đỏ như máu ngoài bãi sông, hôn say sưa màu men óng ả ướp bằng đôi môi đỏ tươi vô tội, hôn lên dòng máu từng chảy ấm thân thể con gái chớm thì,
làn da mắt rượi những trưa oi nóng. Nắng ở Phụng Hóa dưới lửa điên cuồng lên mình lão, làm bụng lão ứ đầy, ngập ngụa trong trận lửa bỏng cháy chẳng bao giờ tắt. Lão đứng trước lò như bao đêm đứng trước giường Châu Sa, nửa người ngập trong bóng tối, đăm đăm nhìn cánh tay thiếu nữ lộ ra dưới chăn, cổ tay rủ xuống gợi vẻ yếu mềm. Lão ôm hết Chu Nhan vào lòng, lão tự hỏi có phải cái gì đẹp quá cũng làm người ta đau. Lão nhân loạng choạng đi ra sân, những tàn tro đỏ hực thiêu đốt, vãi vung khắp trời rơi cả xuống mình lão. Lão tắm trong cơn mưa cho bụi đỏ cháy, lão lảo đảo quỵ ngã, bơ vơ hoảng hốt như thể vừa hẫng mình xuống vực sâu. Lão nhân cuống quýt muốn san sẻ sự sung sướng ngay khắc này, nhưng khu vườn quanh lão im lìm như đã chết. Sắc đỏ cháy trên men gốm đốt thủng tim gan. Lão hiểu mùa xuân của lão chẳng bao giờ về nữa. Lão ứa nước mắt khụy xuống xem gì, thân mình buông rơi đổ gục trên những ô gạch vỡ. Lảo đảo, lão nhân bước qua ngạch cửa, vạt áo phồng lên bắt nắng trưa. Lão nhấc đĩa đèn trên bàn thờ, đổ dầu tầm lên hai bàn tay. Đôi tay đang cuồng điên trỗi dậy, lửa chưa lan mà lòng bàn tay đã đỏ sừng sực lên như vừa cháy. Những ngón tay cuồng nộ từng nhúng máu, chúng run giật nhảy nhót giữa không trung, lồng lộn muốn bứt mình khỏi thân xác lão. Lão nhân nghiêng bấc đèn, lửa sát sầm đỏ rực, cháy lên bùng bùng trên 10 ngón ngắn dài, thon mảnh. Mỗi ngón tay thắp lên một cơn đau vừa bung vỡ. Mắt lão trợn trừng, tái hiện lại cuộc hỏa hình quỷ quái của nắng và lửa. Lửa mang màu đỏ của máu, chúng không còn nhảy múa hiền lành, chúng vừa chuyển mình thành kẻ độc ác, muốn hủy hoại cho sạch, muốn đốt thành tro tài hoa man dại đời lão. Chúng nhìn lão cười ha ha, nỗi đau thân xác vô nghĩa, lão nghe trong mình nỗi bơ vơ mãn kiếp vừa bung, 10 ngón tay nảy lên xiêng xiết trong cơn quằn quại hấp hối cuối cùng. Những mùa hè sau đó, nắng vẫn sưng sức đổ lên bãi sông hoang vu, xối lên đất Phụng Hóa. Lão nhân vào miền trong, mang theo mẻ gốm cuối cùng, bỏ lại cơ ngơi hoang phế. Bức tường đá xanh vẫn cao vời, nhưng cánh cổng trước nhà đã đổ rũ vì mối mọt. Những người tò mò bước chân vào nhìn ngó, chỉ thấy lò gốm bò hoang trơ trọi giữa trời. Những vệt máu thiếu nữ vẫn còn vung vãi quanh lò như màu gốm Chu Nhan đỏ lịm, nở rộ trên mặt đất hóa đá. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị có những giờ phút thư giãn bên gia đình và chiêm nghiệm được những điều bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.